Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 7 nằm trong vệ đề tài của chương trình đối thoại về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong 3 số đối thoại gần đây nhất thì chúng tôi đã cùng bàn về một vấn đề mà chúng tôi nhận được sự quan tâm của rất nhiều quý vị khán giả, đó là vốn và phân kỳ vốn cho dự án này. Con số 58,7 tỷ đô la Mỹ đã được các khách mời trong chương trình đối thoại bàn luận cũng như những cấu phần trong đó và việc tham gia của tư nhân trong tổng vốn đầu tư ước tính của dự án là như thế nào. Thì trong số đối thoại tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời là các chuyên gia để bàn luận về chủ đề này. Tham gia chương trình đối thoại tuần này tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Giáo sư Hà Tôn Vinh, chuyên gia tài chính dự án cơ sở hạ tầng. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục với một cái vẻ đề tài rất là dài của chương trình. Thì trong hai số đối thoại của tuần trước và trước nữa, chúng tôi cũng đã đưa ra một số thông tin ban đầu để các khách mời mổ xẻ. Thì chúng tôi xin mời các vị khách mời tại trường quay cùng quý vị khán giả đón xem một số ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong các số trước liên quan tới chủ đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nếu chúng ta nhìn sang hàng xóm là Anh Trung Quốc, thì hiện nay trong giai đoạn năm 2010 đến 2015 thì Anh đã hoàn thành được 25.000 km đường sắt cao tốc chạy với tốc độ xấp xỉ 300 km một giờ, và cái suất đầu tư là cỡ khoảng 17 triệu đô trên một km đường. Điều đó nó cho thấy rằng chúng ta hiện nay cái suất đầu tư của chúng ta đang bằng khoảng 2,2 lần so với suất đầu tư của Trung Quốc. Thế thì ở phía đằng sau của cái việc này thì cũng giống như anh đã chia sẻ, thì là thứ nhất là cái địa bàn của chúng ta ấy, nó cũng có một cái địa hình của chúng ta nó cũng có một cái sự phức tạp nhất định. Nhưng cái vấn đề thứ hai mà tôi cho rằng là cái suất đầu tư của chúng ta có thể nó sẽ cao. Và tôi nghĩ rằng cái này nó đòi hỏi phải có một cái chiến lược tiếp cận với dự án một cách khác. Đó chính là cái việc là chúng ta không làm chủ được cái công nghệ và chúng ta phải nhập các trang thiết bị về. Chúng ta phải đầu tư, chúng ta phải nhập trang thiết bị về, chúng ta làm bằng công nghệ của nước ngoài. Điều đó nó dẫn đến một cái sự vô cùng đắt đỏ. Hai cái ví dụ điển hình của châu Á mà thành công trong, được gọi là thành công nhất về mặt, nó gọi là đường sắt cao tốc, là Nhật Bản và Trung Quốc. Thì cả hai quốc gia này đều làm chủ công nghệ trước khi mà tiến hành xây dựng hệ thống đường sắt. Huy động vốn tư nhân thì thực ra là doanh nghiệp của Việt Nam là lại có thể là phải đi vay tư nhân nước ngoài để về góp vốn. Ví dụ như là chúng ta đang làm nhà máy điện, rồi thì là một loạt các cái công trình hạ tầng giao thông đường bộ đấy. Thì cho nên là tôi nghĩ là chỉ có thể trông cậy vào cái vốn công thôi, đầu tư công thôi. Công thì nó có nhiều nguồn. Tức là có thể là từ ngân sách, có thể là từ huy động vốn thông qua trái phiếu, hoặc là có thể tức là vay của nước ngoài. Ví dụ như vay ODA hoặc là vay chính phủ, giữa Việt Nam với Trung Quốc có thể là vay chính phủ, còn giữa Việt Nam với các nước phát triển khác có thể ODA là khả thi nhất. Chứ còn nói rằng tức là tư nhân có thể đầu tư vào đầu máy rồi toa xe rồi thì là khai thác vận hành, thì với cái mức là khoảng 1 tỷ đô chả giải quyết vấn đề gì. Không giải quyết vấn đề gì cho khu vực tư nhân ấy. Nên nó là muối bỏ biển. Người ta đã rút ra một cái quy luật là với một cái tuyến đường cũ mà đã mãn tải, tức là hết khả năng có thể tăng đoàn tàu vào đấy được rồi, thì nếu mà anh có trên 10 triệu lượt hành khách một năm ấy, thì anh khuyến cáo, họ khuyến cáo, UIC họ khuyến cáo là lúc đó anh lên làm đường sắt chạy tàu khách, chuyên chạy tàu khách. Chỉ và hiện nay chúng ta đạt là 9,5 triệu. Thì đấy, thì cái nhiệm vụ của cái đường sắt ấy là đang lý giải để đến nó là chuyên làm đường sắt cao tốc. Còn cái đường sắt cũ thì cũng được chính phủ đầu tư bằng tiền ngân sách 7 tỷ để nâng cấp 7.000 tỷ. Vâng, để làm cái nhiệm vụ gì? Chuyên chở tàu hàng là chính, và có một số các cái đoàn tàu khách ngắn, đường ngắn. Vâng, thưa các khách mời, trong các số trước khi mà chúng tôi đưa ra con số là 58,7 tỷ đô la Mỹ và những cái cấu phần trong đó, thì các khách mời của các số trước đã đưa ra những nhận định rất là khác nhau, và chúng tôi cũng có đặt câu hỏi là đây liệu có phải là rào cản lớn nhất cho cái việc là dự án này không được phê duyệt vào năm 2010 hay không. Thì ngày hôm nay với những cái thông tin ban đầu chúng ta nhận được ạ, là cái con số 58,7 so với con số 55,8 tỷ của những năm trước, thì các khách mời đánh giá như thế nào? Trước là tôi xin mời ý kiến của ông Cường ạ. Cái con số 58,7 tỷ có thể cũng là lớn, nhưng nếu chúng ta
so sánh với lại cái suất đầu tư trung bình của thế giới thì nó cũng không phải là quá cao hơn so với mức đầu tư trung bình. Thậm chí chúng ta cứ so với những cái công trình đường sắt mà đang được xây dựng ngay hiện nay, ví dụ chẳng hạn như là Cát Linh Hà Đông, thì chúng ta thấy rằng là cái đơn giá xây dựng của cái tuyến Bắc Nam này nó cũng khoảng chừng độ bằng nửa so với cái đơn giá của cái đường sắt đô thị. Tất nhiên đường sắt đô thị chúng ta biết rằng nó còn phụ thuộc vào vấn đề nó có nhiều các cái trạm ga dừng đỗ hơn là so với cái đường sắt cao tốc. Nhưng cái yêu cầu đường sắt cao tốc nó cũng cao, không thua kém gì so với cái đường sắt đô thị hiện nay. Và do vậy cho nên là tôi cho rằng cái việc mà tổng cái tổng đầu tư như thế, ta nói rằng cao hay thấp thì nó rất là khó có căn cứ, mà nó còn phụ thuộc rất lớn vào cái việc là chúng ta lựa chọn công nghệ nó phải đảm bảo là hiện đại nhất và nó phải có cái khả năng thích ứng được lâu dài nhất. Thì có thể đấy cũng là một con số chúng ta cũng không phải quá đáng lo ngại. Con số này thì mới chỉ được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu giữa kỳ thôi, còn chúng ta còn chờ đợi cái báo cáo nghiên cứu cuối kỳ vào năm vào tháng 11 năm 2018. Thế tuy nhiên là một thành viên của Ủy ban Tài chính Ngân sách thì ông Cường cũng đã có thêm những cái thông tin khác chưa? Có những nhận định về cái việc là cụ thể cái con số này gồm những cấu phần gì, nó có hợp lý hay không ạ? Cái cấu phần thì hiện nay cũng đang là cái con số dự tính thôi. Trong đó có cái đầu tư hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn, gần 38 tỷ. Rồi là sau đó là cái tiền mà đầu tư cho hạ tầng, cho giải phóng mặt bằng để mà có được cái mặt bằng. Tuy nhiên là cái giải phóng mặt bằng hiện nay ấy, của cái dự án này thì có lẽ nó cũng không đội lên nhiều so với cái dự kiến trước đây. Bởi vì chúng ta đang chọn các cái hướng tuyến đi vào các cái khu vực mà có thể là ít các cái dân cư hơn. Và đến cái phần thứ ba là cái phần tiền để mà đầu tư vào cho cái hệ thống như là tín hiệu, như là hệ thống tàu máy, hệ thống toa xe và hệ thống vận hành, cái đấy cũng chiếm khoảng trên 10 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cấu phần của nó như thế thì nó cũng nói lên rằng là có những cái khoản chúng ta buộc lòng phải đầu tư mang tính chất là đầu tư như là đầu tư cơ bản của nhà nước, ví dụ chẳng hạn như là làm đường, ví dụ như chẳng hạn như giải phóng mặt bằng, thì cái đấy không thể có cái nhà đầu tư nào thay thế vào được. Tuy nhiên bên cạnh đó lại có những cái khoản đầu tư như là đầu tư vào cái hệ thống vận hành, thì đấy lại là có những nguồn đầu tư mà có thể sẽ thay đổi, nó tùy thuộc vào phương thức lựa chọn của các cái nhà kinh doanh khi lựa chọn các cái hệ thống vận hành của nó như thế nào. Do vậy tôi cho rằng là những cái con số mà gọi là dự toán bước đầu như thế này ấy, nó cũng chỉ mới là định hướng để chúng ta biết rằng sẽ kêu gọi các nguồn vốn đầu tư từ đâu, cái gì nó bắt buộc là nhà nước ngân sách phải tính đến, cái gì là cái tiềm năng chúng ta có thể kêu gọi những cái nhà đầu tư tư nhân. Thì tôi cho rằng đấy là cái định hướng thôi. Còn khi mà có cái dự án chỉnh chi tiết thì tôi nghĩ rằng là con số đó nó có thể nó sẽ điều chỉnh và chính thưa. Vâng. Ông Vinh thế nào? Với kinh nghiệm là một chuyên gia về cơ sở tầng. Tôi thì có cái cơ hội tham gia nhiều cái dự án lớn của Ngân hàng Thế giới ở các nước. Nhất là trong có một cái dự án của Trung Quốc và của Hàn Quốc và nhất là ở bên Mông Cổ đó. Thì thường thường nó một cái dự án mà chúng ta nói về vấn đề tài chính dự án này thì thường thường nó có một số nguồn, chúng ta biết rồi, nguồn nó thứ nhất là nguồn ngân sách nhà nước chắc chắn là phải có, rồi nguồn trong dân chúng ta gọi là huy động vốn hay là xã hội hóa gì đó, một nguồn nữa chúng ta vay thì có thể vay thị trường tài chính bên ngoài, vay ODA là vay ưu đãi. Nhưng cái không, tôi thì không quan tâm lắm về vấn đề cái số 58 tỷ, vì cái dự án lớn thì chắc chắn cái số tiền nó phải lớn rồi. Nhưng cái vấn đề là bây giờ là một là cái tốc độ thu hồi vốn để cho nhà đầu tư họ vào được, tại vì mình phải thấy rằng là nhà đầu tư nào cũng phải nhìn cái gọi là cái khi mà họ xong họ rút ra như thế nào, rút vốn thế nào, họ làm hoàn vốn thế nào và họ làm sao có lợi nhuận. Thì tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề lớn, tại vì ngân sách nhà nước ở trong các nước không bao giờ nó đủ, và nếu có đủ đi nữa chính phủ cũng không lấy để dồn hết vào một cái dự án, là vì còn tất cả những dự án khác, xã hội khác, những vấn đề về y tế cộng đồng, tất cả những vấn đề về giáo dục như vậy hay là quốc phòng. Vậy thì bây giờ chúng ta phải nói đến cái chuyện là bây giờ cái khả năng thu hồi vốn. Mà thứ hai, ở Việt Nam nó có một cái vấn đề rất lớn mà tôi nghĩ là tôi rất nghi ngại các nhà đầu tư họ có dám cam kết chuyện này, là vấn đề chúng ta gọi là trượt giá đó. Thì vì chúng ta chưa làm gì mà chúng ta chỉ mới tính toán sơ bộ và chúng ta đã thấy là chúng ta tăng lên 3 tỷ, 4 tỷ rồi. Và có nhiều cái quan điểm là nói là khi mà dự án mà xong, dự án không phải là 50 tỷ, 60 tỷ, có thể là cả 100 tỷ nữa. Mà cái thời gian hoàn vốn có thể là rất là lâu dài. Thì cái đó là tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nói, bàn thảo nhiều hơn, hay là chúng ta phải đưa vấn đề ra mổ xẻ nhiều hơn. Và cái đó là vai trò của các nhà kinh tế, rồi nhà chính sách
nó quan trọng hơn. Thì khi đó chúng ta mới thuyết phục được các nhà đầu tư. Tôi thì làm đầu tư về tài chính cơ sở hạ tầng. Tôi làm gọi là gần 30 năm trong ngành tài chính và tài chính cơ sở hạ tầng. Thì điện, nước, giao thông, vận tải thì mình cũng đã đều thấy là cái nhu cầu. Ngày xưa tôi cũng tham gia làm tư vấn, cố vấn của chính phủ về vấn đề thủy điện Sơn La đó. Thì một trong những vấn đề lớn là bây giờ dự án lớn thì nó có nhu cầu, bây giờ mình không cần phải bàn là cái dự án này có cần hay không, thì mình thấy nó cũng có một số vấn đề, nhưng mà tôi có thể không đồng ý với cái đoạn gọi là Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, là vì đó vì nó có đường cao tốc mới rồi, tại sao mình không là sử dụng cái đường đó mà lại phải đi làm thêm một con đường để thử nghiệm nữa. Không, cái đó mình bàn sau. Nhưng cái vấn đề tài chính đấy, tài chính dự án là vấn đề quan trọng nhất trong những cái vấn đề khác mình có thể giải quyết được, như là kỹ thuật đúng không, rồi công nghệ đúng không, rồi bây giờ giải phóng mặt bằng, nhưng mà tiền đâu là vấn đề quan trọng. Thì cái đó chúng ta phải, tôi nghĩ là chúng ta phải đưa cái vấn đề đó lên hàng đầu theo kinh nghiệm. Chính vì thế cái chương trình này tôi nghĩ nó rất là hay, là đưa đặt nặng cái vấn đề hay là đặt trọng tâm vấn đề là giải quyết vấn đề tài chính. Thì tài chính là chính phủ phải hay các cơ quan là phải thuyết phục được cái nhà đầu tư và tất cả các nhà đầu tư trong nước cũng như ngoài nước và các tổ chức cho vay, vì không ai muốn bỏ tiền vào trong cái dự án mà không thấy cái ngày có thể gọi là rút ra được hay là trở lại được. Vâng, về cái phương án huy động vốn, thực ra chúng ta cũng đã có phương án rồi, như chúng tôi đã gửi cho ba khách mời ấy, là ba cái phương án. Phương án một là dùng bao nhiêu phần trăm là ngân sách này, rồi bao nhiêu phần trăm là ODA này, và thậm chí là huy động vốn tư nhân, tức là ba phương án rất là cụ thể cho cái huy động vốn cho giai đoạn một. Tôi xin dừng đây một chút, là chúng ta đã có những cái phương án, nhưng mà phương án chúng ta có thuyết phục không, hay chúng ta lấy cái cơ sở nào để chúng ta nói là gọi là người cái tính khả thi của nhà đầu tư trong cái dự án này, là tính khả thi của dự án thì các nhà đầu tư có thể bỏ. Chính phủ thì dễ hơn, là vì chính phủ khi có cam kết là chính phủ bỏ tiền, chính phủ có cái quyền gọi là phân kỳ hay là bỏ tiền vào, nhưng mà những nhà đầu tư họ không nhìn như vậy, họ chỉ nhìn vào cái lợi nhuận, họ nhìn vào cái rủi ro, họ nhìn vào cái mức lợi nhuận và họ nhìn vào cái thời gian đầu tư. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó rất là quan trọng. Gần 60 tỷ đô la theo tôi là một cái đại dự án như thế, là theo tôi không có gì là lớn. Nhưng mà cái quan trọng cũng như anh Vinh nói, tôi rất quan tâm đến vấn đề là gì? Là suất đầu tư như thế là có thu hồi, nhất là cái phần mà xã hội hóa đầu tư đấy. Còn cái phần hạ tầng mà nhà nước làm ấy, theo phân bổ trong này, thì tôi nghĩ là nhà nước cũng có cái quyền lực và có thể huy động được bằng trái phiếu chính phủ với tất cả các thứ. Nhưng mà các nhà đầu tư vào tham gia cái khu vực đầu máy, rồi hệ thống tín hiệu, rồi vấn đề bảo dưỡng, rồi các cái đầu mối về vận chuyển của các cái ga của đường sắt cao tốc này, tôi nghĩ là rất lớn. Vì mình đã đi các nước thì mình biết là cái đường tàu Shinkansen của Nhật như thế nào, nó hiện đại và nó văn minh như thế nào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là nguồn vốn theo tôi không phải chỉ riêng vấn đề đầu tư, mà vấn đề bảo trì của nó cũng rất là vĩ đại. Chúng ta hiện nay nhiều công trình sinh ra mà không dưỡng, cho nên cái tuổi thọ như thế là không kéo dài, thậm chí bị mai một đi. Cho nên là tiền vốn chúng ta lại tiếp tục bỏ ra. Một cái đinh vít của cái xe lửa cũng phải siết hàng ngày. Tôi xin là phải kiểm tra hàng ngày. Đấy là một cái hình ảnh để thấy rằng là cái dự án này là động chạm đến các địa phương, đến nguồn vốn đầu tư, đến cái nợ công của toàn xã hội. Thì chúng ta phải hết sức tính toán, hết sức cụ thể. Và cái này mà tôi đề nghị là phải có những cái chuyên gia của nước ngoài tham gia. Chứ nói thật, giao thông Bộ Giao thông Việt Nam cũng mức độ. Hay đại biểu Quốc hội, xin báo cáo Hình Cường là cũng mức độ thôi. Bởi vì chúng ta làm cái gì phải có chuyên sâu để đảm bảo ra cái hiệu quả. Để đảm bảo cái đường cao tốc nó chạy từ đây đến Sài Gòn 5 tiếng. Nó êm du, nó thanh thoát, nó an toàn. Và đồng thời là nhu cầu, cái cầu của vấn đề bước lên tàu này có không? Hay là lại không thể cạnh tranh được với máy bay hay đường cao tốc. Tôi nói bây giờ đi Hạ Long bây giờ chỉ có tiếng rưỡi. Và đường bộ bây giờ cũng đang cạnh tranh với đường sắt, cạnh tranh rất mạnh và họ đang thắng thế. Tôi chỉ nói là thắng thế với đường sắt quá tụt hậu 50 năm. Rồi vấn đề nó cái đầu mối của đường sắt 58 tỷ đô này, nó kết nối với Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng như thế nào. Cái đó rất quan trọng. Đấy thì tôi muốn nói là rộng ra vấn đề. Cho nên là nhất trí với cái đầu tư. Cái thứ hai là việc 58 tỷ hay 60 tỷ, cái đó thì các nhà chuyên môn phải có những vai trò, các chuyên gia sẽ thẩm định cái này giúp cho chính phủ, Bộ Giao thông, rồi vấn đề cái suất đầu tư này như thế nào thì cái đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Thì tôi nghĩ như vậy.
Nếu mà bàn về dự án này thì có rất nhiều góc độ phải bàn, nhưng chúng tôi đã phải phân ra thành từng cái mục rất là nhỏ để bàn. Thì ngày hôm nay cũng như là hai số trước, chúng tôi đang muốn chúng ta bàn kỹ về vấn đề là vốn. Với góc độ của người dân hay là với góc độ chuyên gia kinh tế, góc độ của những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ sở tầng, chắc chắn chúng ta phải có ý kiến đóng góp được, chọn những phương án mà tư vấn đưa ra, đúng không? Thì ví dụ như là trong hai số trước với 6 khách mời, họ đều khá là đồng tình với phương án số 3. Đó là phương án là dùng nguồn vốn tiết kiệm ngân sách là 0,3% GDP một năm, là 10,7 tỷ đô la Mỹ, vay ODA là 13 tỷ đô la Mỹ và kêu gọi vốn tư nhân là 1 tỷ đô la Mỹ. Tức là phương án thứ 3 là phương án mà được khá nhiều người đồng tình bởi vì có sự tham gia của tư nhân. Tuy nhiên các khách mời đều nói là có khách mời thì nói là tư nhân nên tham gia nhiều hơn, có khách mời lại nói là tham gia con số như này chưa chắc đã đạt được. Với các con số 1 tỷ đô la Mỹ thì không biết là ba khách mời đã nhận được những cái bản chúng tôi gửi trước đó ạ. Các khách mời đánh giá thế nào với phương án 3 này ạ, ông Cường? Tôi thì tôi cho rằng là cái việc mà đầu tư cái tuyến đường sắt này nó có những cái phần đầu tư rất là cơ bản phải lấy từ ngân sách nhà nước chứ không thể là huy động tư nhân được. Ví dụ như là đầu tư về hệ thống đường, đầu tư về các cái hệ thống như là giải phóng mặt bằng rồi là duy trì các cái hoạt động đó thì gần như là phải từ cái ngân sách nhà nước. Thế bây giờ ngân sách nhà nước thì lấy đâu ra? Rõ ràng là hoặc là phải tiết kiệm từ cái đầu tư GDP. Chúng ta biết rằng là cái bội chi ngân sách của chúng ta hiện nay hàng năm đang là phải cố gắng hạn chế xuống. Và nếu như chúng ta mà lại dành cái ngân sách nhà nước trong phần tiết kiệm đấy lại cho cái đầu tư vào đường sắt này quá cao thì rõ ràng là những cái phần đầu tư cho các lĩnh vực khác của xã hội nó sẽ không còn. Và như vậy thì cái tác động của đầu tư đường sắt nó chưa mang lại cho cái hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, nó lại kìm hãm những khu vực khác. Do vậy trên tôi cho rằng mặc dù chúng ta đồng tình là cần thiết phải đầu tư tuyến đường sắt này và cái phần của nhà nước bỏ ra phải là chính, nhưng chúng ta mà huy động quá nhiều, một cái tỷ lệ quá cao, ví dụ chẳng hạn phương án 1 nói rằng đến 0,7% của tiết kiệm ngân sách và GDP vào cái đường sắt này, tôi cho rằng có khi đấy lại là cái rủi ro cho cái quá trình phát triển ổn định của nền kinh tế. Do vậy cho nên là tôi cũng đồng tình với cái việc là phải chỉ sử dụng cái ngân sách một cái tỷ lệ nhỏ thôi. Ví dụ chẳng hạn như phương án đề ra là 0,3%, thậm chí tôi nghĩ rằng có thể còn phải thấp hơn con số đó để chúng ta nghĩ đến cái chuyện là khi đầu tư vào cái đường sắt này nó không ảnh hưởng đến các cái nhu cầu đầu tư phát triển khác của xã hội. Bởi vì cái đầu tư sắt này nó không tác động ngay, hiệu quả ngay, nó là đô giả. Vậy thì cái phần tiền còn lại lấy đâu ra? Rõ ràng là cái tiền còn lại đấy chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là hoặc là phải đi vay, hoặc là phải đầu tư bằng cái chuyện là xã hội hóa. Đi vay có cần thiết hay không? Rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái tuyến đường sắt này chúng ta không thể nào sử dụng các công nghệ, các thiết bị, các kỹ thuật ở trong nước, buộc lòng chúng ta phải sử dụng cái công nghệ kỹ thuật của nước ngoài. Mà ví dụ như từ nhà tư vấn thì nói rằng là chúng ta lựa chọn một công nghệ rất là cao của Nhật Bản. Vậy thì khi chúng ta lựa chọn một công nghệ cao như thế, đương nhiên chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là gì, là cái nhà nước, cái nước nào, cái nơi nào nó cung cấp cho ta các cái thiết bị kỹ thuật đó, đồng thời nó sẽ là cái nơi có thể cung cấp vốn cho chúng ta. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà phải đi vay cho cái việc giải quyết những công nghệ, những kỹ thuật này, đây là tất yếu chứ không thể không được. Tuy nhiên thì vấn đề đi vay đây không phải thuần túy là chúng ta đi vay tiền của cái đó xong rồi đi mua sản phẩm, mua thiết bị, mua công nghệ của họ về để lắp đặt như là rất nhiều các cái dự án khác. Bởi vì những dự án không thường ấy thì khi đầu tư xây dựng xong là kết thúc, nhưng mà đối đường sắt này thì nó lại khác. Cái quá trình vận hành đường sắt này nó không phải là đầu tư xong là xong, mà nó kéo dài hàng trăm năm và hàng nghìn năm, và quá trình nó tiếp tục tái tạo. Cái đường ray của đường sắt cao tốc ấy, nó không phải là người cứ chạy suốt như là cái đường ray Bắc Nam từ trước đến nay. Nó đồng tốc độ cao thế, nó chỉ chạy một thời gian nào đó, nó phải thay thế. Những cái ốc, những các cái vít, những các cái thiết bị trên đường đấy, nó phải thay đổi liên tục. Và như vậy thì khi chúng ta đầu tư một cái hệ thống đường sắt cao tốc này, chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện là phải kêu gọi những cái nhà đầu tư, người ta sẽ hỗ trợ cho ta, tài trợ cho ta không phải chỉ bằng vốn, mà phải tài trợ bằng cả kỹ thuật, để chúng ta có thể kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư những cái nhà máy để sản xuất ra những các cái phụ kiện, những cái phụ trợ cho cái công nghiệp của đường sắt này. Đấy, và chính cái đấy là chúng ta huy động bằng các cái vốn vay. Và như vậy thì chúng ta sẽ được cái lợi kép, không phải chỉ chúng ta có đường sắt mà chúng ta còn có thể có cả được cái công nghiệp phụ trợ đi kèm theo những cái nhà đầu tư cho từ vốn đó. Và ngoài ra thì đương nhiên chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là huy động cái vốn tư nhân. Tôi cho rằng là cái phương án kêu gọi một tỷ vốn tư nhân cũng là cao nếu như chúng ta không có phương ứng khai thác, nhưng cũng không phải là cao
thậm chí tôi nghĩ rằng là còn có thể huy động hơn nữa. Không phải là phải, tất nhiên là phải thì cần rồi, nhưng mà hoàn toàn tôi nghĩ rằng có cơ sở để chúng ta huy động được cái mức đầu tư tư nhân cao hơn cái con số 1 tỷ đô đấy. Số trước có khách mời còn nói lên tới 20 tỷ đô cũng có thể huy động được nếu chúng ta phải làm tốt. Ông Vinh thế nào? Tôi thì như chúng ta vừa nói là cái vốn nhà nước thì chắc chắn là không bao giờ đủ được. Ngân sách nhà nước thì cũng không thể nào đủ cho bất cứ dự án nào từ xưa đến nay. Nên chúng ta phải vay mượn, chúng ta phải huy động vốn từ các nguồn khác. Thì chúng ta nói là cái ngân sách nhà nước thì chỉ dùng cho một số việc thôi, việc nhà đầu tư cơ bản là đầu tư cơ sở hạ tầng một chút. Còn tất cả những cái vấn đề về công nghệ, vấn đề về phát triển, nhất là vấn đề kinh doanh, chúng ta phải nhìn được cái góc độ mà chúng ta gọi là đây là một cái dự án nó có phải có tính cách kinh doanh nữa thì mới huy động của các nhà đầu tư được. Cho nên nếu mà chúng ta, tôi thấy cái một sâu 1 tỷ đô với một dự án lớn như vậy không phải là lớn. Và tôi nghĩ là tôi cũng có thể đồng ý là có thể có một cái con số lớn hơn. Chưa biết là bao nhiêu, không biết là tới 20 tỷ không hay là 3 tỷ, 5 tỷ. Chứ 1 tỷ thực sự là quá ít. Ngay như chúng ta nói là cái nguồn vốn trong nước, nguồn tiền vàng trong nước, nguồn tiền trong nước của dân còn rất nhiều. Họ có thể không để trong ngân hàng, họ để ngoài như vậy. Mà chúng ta huy động được không, chúng ta làm gì được. Thì cái quan trọng vẫn là cái vấn đề cái góc độ kinh doanh. Và chúng ta khi mà chúng ta đưa một cái dự án mà 100 năm thì tôi nghĩ là ai cũng sợ hết á. Tại vì không thể nào, mặc dù như giờ tiến sĩ Cường nói là cái dự án này nó phải kéo dài 100 năm là vì cái ngành đường sắt nó là nó phải cả trăm năm, như đường sắt hiện tại đô thị cũng là cả trăm năm rồi đúng không? Chúng ta xây từ thời Pháp đấy. Nhưng mà cái thời gian hoàn vốn, cái thời gian đầu tư, cái thời gian của các nhà đầu tư nó không phải là một 200 năm, nó phải chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm, có thể là như BOT là lên tới 25 năm vậy như vậy. Thì tôi không nghĩ rằng là cái số tiền mà huy động là khó, nhưng mà tôi nghĩ tôi chưa thấy một cái phương án tài chính để cho người ta cảm thấy người ta muốn nhảy vào. Tức là nếu mà theo cái cách nói của Việt Nam đó là tiền nó nhảy vào chỗ, nước nó chảy vào chỗ trũng thì mình phải chứng minh là cái này là một cái cơ hội đầu tư tốt. Chứ còn nếu mà chỉ dùng ngân sách nhà nước chắc chắn nó không đi đến đâu. Và tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ giống như chúng ta nói là bác Phu nói là vấn đề ngành những là đường đô thị rồi đường sắt đô thị, có thể sau này đường sắt đô thị bây giờ chỉ dùng cho vấn đề hàng hóa thôi, còn hành khách giống như Shinkansen của Nhật Bản hay là của châu Âu, như châu Âu là tôi gọi là sang đó xin lỗi là 90% là tôi đi xe lửa, tôi sống ở bên đó 13 năm tôi làm việc thì là gần như xe lửa hết tất cả mọi thứ, tất cả từ thành phố này như châu Âu thành phố này thành phố nào là rất là tiện. Còn Nhật Bản thì họ đi Shinkansen như vậy. Nhưng mà tại sao người ta làm? Vì có chính phủ đứng đằng sau. Nhưng mà vấn đề là nhà đầu tư nó phải thấy cái lợi nhuận ở chỗ đó. Thì tôi chưa thấy, thực sự là chưa thấy là chúng ta phân kỳ hay chúng ta nói bao nhiêu phần trăm đó là chúng ta chỉ nói là ước tính, chúng ta dự tính, chúng ta dự toán. Vâng, chúng ta mới chỉ có ước tính thôi. Tôi xin bổ sung thêm thông tin một chút. Tức là 1 tỷ đô la mà kêu gọi vốn tư nhân thì không phải nằm trong tổng số là 58,7 tỷ đô la Mỹ, mà đây là cái phương án cho cái giai đoạn 1 và là 24,6 tỷ ban đầu cho cái Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ phân kỳ trong 10 năm thôi, từ 2020 đến 2030 ạ. Vâng ạ. Thì ông Phú, tôi thấy là cái phương án 3 ấy, thì tôi cũng thấy nhất trí, tức là cái tích lũy nhà nước có mức độ, bởi vì xin nói là nợ công chúng ta cũng gần tiệm cận đến 65% GDP. Cái thứ hai tức là cái kêu gọi đầu tư theo tôi ấy, tiềm năng vẫn còn. Quan trọng mình có những chính sách thích hợp để thu hút không? Tôi nói ví dụ, nói rộng ra, ví dụ tập đoàn Vingroup họ đang làm cái tuyến đường Minh Khai và Ngã Tư Sở đây. Hoàn toàn giải phóng mặt bằng ấy ạ. Sau đó rồi còn làm đường trên cao nữa. Họ tự để bỏ vốn ra để đầu tư, như thế là sức trong dân vẫn còn, trong doanh nghiệp vẫn còn. Nhưng mà quan trọng là chính sách như thế nào để người ta thấy rõ ràng minh bạch để người ta bỏ vào. Không phải 1 tỷ mà có thể 10 tỷ. Thì nó đỡ gánh cái phần vốn của vay ODA hay vay nước ngoài và cái vốn ngân sách bỏ ra. Thì tôi nghĩ cái đó mới là cái khéo léo của ta trong cái dự án đường sắt. Và trước mắt là cái giai đoạn phân kỳ Hà Nội Vinh và Nha Trang coi Sài Gòn. Thì tôi nghĩ là cái đó, mà phân đoạn như thế là đúng thôi. Bởi vì sức ta có hạn thôi. Và chúng ta còn phải vừa làm, phải vừa rút kinh nghiệm để làm. Thậm chí có chuyên gia còn nói là làm những đoạn ngắn hơn, ví dụ thế, để mà chúng ta rút nghiệm rồi sẽ kéo dài thêm. Chúng ta đang xây dựng đoạn thí điểm Thủ Thiêm Long Thành. Đúng rồi đấy, thì nhưng mà riêng đoạn Long Thành tôi cũng nhất trí với anh Vinh là phải xem đấy, phải xem, vì nó song song có cái đường cao tốc đã tương đối gọi là được rồi, hoàn chỉnh rồi. Mà liệu có bỏ vào đây không, hay là ta làm cái những cái đoạn đường một này mà nó đang gay cấn, tắc đường rồi tai nạn giao thông rồi tốc độ lưu chuyển kém. Thế thì tôi thiên về là cái Long Thành cũng mức độ của xem lại.
Có khi bên tư vấn họ cũng đang nghiên cứu là giai đoạn đầu với 24,6 tỷ đô la Mỹ cho cái giai đoạn 1 ạ, thì chúng ta chỉ kêu gọi tư nhân 1 tỷ đầu tiên thôi để xem các cơ chế mọi thứ như thế nào, rồi sau sau tiếp. Đó chúng ta mới lần tính tiếp đúng không? Tôi nghĩ rằng là cái chiến lược về kêu gọi đầu tư tư nhân nó phải có một cái tổng thể. Đấy. Bởi vì là một cái nhà đầu tư tư nhân vào thì người ta không phải là có thể khai thác một cái đoạn, mà người ta phải nghĩ đến cái chuyện là người ta phải khai thác cả toàn tuyến. Thế thì người ta phải có một cái chiến lược ngay từ đầu. Thế còn bây giờ người ta vào người ta thử đầu tư một cái giai đoạn xem có đời không, rồi sau đó mới tính tiếp. Thì như vậy nó sẽ bị động ngay kể cả về mặt gọi là cái tổng nguồn lực đầu tư của xã hội đấy, cho cái dự án này. Và đồng thời nó cũng không thể tìm được những cái nhà đầu tư nào thực sự là những cái nhà đầu tư mà có tâm huyết, những nhà đầu tư mà thực sự người ta mong muốn gắn bó thực sự lâu với dài. Cái lâu dài với lại cái dự án này. Do vậy cho nên là cái mà phải tính ra cái phần nào là cái phần mà có thể đầu tư tư nhân. Đấy, và chúng ta phải đưa ra những cơ chế để thu hút. Tôi nói ví dụ, bây giờ cái đầu tư về hạ tầng đường sắt này, đầu tư về vấn đề giải phóng mặt bằng này, đầu tư về hệ thống tín hiệu này, đấy, nhìn cố định này, cái đấy thì chắc chắn là phải là từ cái ngân sách nhà nước. Nếu anh làm tốt cái đấy rồi, thì bây giờ tiếp theo đến cái hệ thống vận hành của nhà ga, cái hạ tầng nhà ga không nói, nhưng vận hành của nhà ga, rồi là cái hệ thống mà phương tiện ở trên đó, thì cái đấy là chúng ta phải có một cái định hướng chiến lược để kêu gọi đầu tư tư nhân. Chúng ta cứ nhìn thế này thôi, cái sân bay, đó, cái đường băng thì nhà nước đầu tư. Thế nhưng mà nếu có đường băng rồi, thì cái toàn bộ hệ thống nhà ga tư nhân sẵn sàng bỏ đầu tư, và thậm chí cái đầu tư còn nhìn thấy đấy là một cái nơi đầu tư mà tương đối hấp dẫn. Đấy, Đà Nẵng ta nhìn thấy sân bay thứ hai mới xây dựng lên, đầu tư rất nhanh, đúng không ạ? Vậy thì nếu như chúng ta quy hoạch những các cái ga đấy, nó không phải chỉ là cái ga đơn thuần, cái ga đấy nó là một cái nơi trung chuyển, nó là một cái nơi để tạo ra cái giao lưu của nhiều đầu mối phát triển, thì không phải chỉ cái mặt bằng của cái ga đấy để tạo ra cái nguồn lợi nhuận cho kinh doanh nhà đầu tư, mà đấy nó sẽ là tụ điểm phát triển. Thế thì một tụ điểm phát triển như thế thì ngay cái hạ tầng đất đai ở khu vực đó người ta sẽ khai thác được cái lợi thế cho cái từ đất đai này tạo ra nguồn lực. Đấy. Và như vậy thì tôi cho rằng là nếu chúng ta có một cái chiến lược tốt, chúng ta có một cái quy hoạch thực sự tốt, đấy, không phải chỉ đường sắt mà mỗi một cái ga, mỗi một cái nơi đó là một cái tụ điểm phát triển, là một cái trung tâm phát triển để thu hút, thì chắc chắn chúng ta sẽ kêu gọi được những cái nhà đầu tư vào một cái tỷ lệ nhiều hơn. Và rất cần là phải có những nhà đầu tư nào đó đầu tư nó phải xuyên suốt, chứ không phải người ta chỉ đầu tư một khâu, một công đoạn rồi sau đó lại có những nhà đầu tư khác, nó chia cắt các cái chương trình ra, các dự án ra, thì không thể nào có được một cái gọi là đầu tư cơ bản và chiến lược. Tôi muốn tiếp theo kỹ cái này một chút là vấn đề đầu tư tư nhân á. Trong đầu tư tư nhân nó có một cái khái niệm trong tài chính, nó gọi là zero sum, là cộng lại bằng không. Tức là nếu mà chúng ta chuyển số tiền hay là chúng ta đi đầu tư vào đây thì tất cả các mảng khác hay những cái khoản đầu tư một là mất hay là kém. Thì bây giờ cái đường sắt chúng ta chọn Long Thành đi, chúng ta định làm Thủ Thiêm Long Thành, bây giờ họ đầu tư rất nhiều về cái đường bộ rồi, chúng ta làm thêm. Thì khi mà chúng ta, nếu chúng ta phát triển cái đường sắt cao tốc thử nghiệm nó thành công đi, thì cái đường bộ nó như thế nào, thì nó có một cái khái niệm nó rất là quan trọng, là các nhà đầu tư trong tương lai của hai ba mảng đó họ sẽ nhìn xem là nếu mà họ đầu tư vào trong cái dự án này, sau này có một cái dự án nào cạnh tranh với cái này không, hay là nó cạnh tranh họ thiệt hại như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là trong chúng ta chưa thấy có một, tôi nhìn vào, tôi đọc tôi chưa thấy có bài báo hay tất cả những cái nghiên cứu đó, là cái chúng ta gọi là cái khái niệm là bây giờ chúng ta đầu tư vào cái này có lợi cho cái ngành này thì những ngành nào bị thiệt hại. Muốn cái đó, tại vì cái đó là nó cho chúng ta thấy là cái nhìn tổng thể, như vừa muốn nói đó, là tổng thể đó là cho tôi biết là cái xã hội nó phát triển là hai ba ngành cùng hỗ trợ nhau phát triển, chứ không là anh này cạnh tranh anh thiệt hại và anh cái này được thì anh kia mất. Thì cái đó là tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái niệm rất quan trọng cho các nhà đầu tư tư nhân trong cái chuyện đó, là vì họ sợ. Tại vì một cái dự án đầu tư như BOT là họ không muốn làm cái đường BOT xong rồi chính phủ lại cho làm một cái đường gọi là đường bộ song song nó tài diện như vậy. Thì tất cả những cái đó là làm cho nhà đầu tư gọi là họ rất là ngại ngùng hay là họ rất là khó khăn. Vì cái đó là chúng ta nói là cái chính sách đó. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thì tôi theo dõi cái đầu tư ở Việt Nam, không phải riêng lĩnh vực giao thông, người thấy người ta ngại nhất là chính sách mình không lâu dài và hay thay đổi thuế phí rồi tất cả các thứ. Mà cho nên như anh Cường nói,
là người ta phải yên tâm đầu tư lâu dài và ta nhìn thấy chiến lược vài chục năm, phải không ạ? Không phải ngắn hạn 5-10 năm đâu. Thì như thế họ mới sẵn sàng bỏ cái vốn của họ ra để gắn bó với con đường sắt này như thế nào. Thì tôi nghĩ như vậy. Thì hy vọng chúng ta sẽ thu hút vốn được nhiều hơn. Kể cả những cái giai đoạn 1 mà chúng ta làm hai cái đoạn ở Sài Gòn với Hà Nội, vào Nha Trang với Vinh ấy. Thì tôi nghĩ như vậy. Cái thứ hai ấy là tôi xin nói là làm cái gì ấy, kinh doanh phải có lợi nhuận. Thì chúng ta vừa rồi thì cũng có những cái sơ suất trong vấn đề BOT. Nhưng mà chính những cái đó của BOT đường bộ, chúng ta phải rút kinh nghiệm cho BOT của đường sắt để gọi vốn một cách minh bạch hơn, tìm những nhà đầu tư có lực hơn và tâm huyết hơn để thu hút cái vốn này. Thì hy vọng là cái phần mà nhà nước bỏ ra nó sẽ đỡ đi. Tất nhiên có những phần cứng như anh Cường nói là nhà nước phải bỏ ra thôi, chứ cũng chả ai làm. Đấy, thì như thế. Thế còn những, và vấn đề đuôi sau như vừa rồi nói là cái vốn mà cho nó vận hành, cho nó bảo trì, cho nó bền vững ấy, cho nó hiệu quả, thì cái vốn này tôi cũng rất lớn, chứ không phải riêng cái vốn đầu tư đâu. Cái này mình phải chú ý thêm một cái phần nữa là cái vốn vận hành, vốn bảo trì, vốn nâng cao cái hiệu quả. Vì tôi nhớ là cái này có nói là tốc độ ban đầu ấy là chỉ chạy 150-200, sau này cái hạ tầng này đủ đảm bảo nâng cấp được 350, đúng không, như Shinkansen. Thì tôi nghĩ đấy là những cái mà chúng ta là liệu đến lúc mà đến 350 thì ông có cắt cái phần đầu tư của nhà đầu tư bỏ vốn ban đầu không, hay là ông giao cho một cái nhà thầu khác. Tất cả những cái đó là nó phải dài ơi, nó phải minh bạch và nó phải song phẳng. Mà có khi chúng ta đã chót ký rồi mà thiệt, có khi chúng ta cũng phải chấp nhận. Thì như thế mới cái chữ tín của cái gọi đầu tư vốn trong nước này nó có công. Cường đây là đại biểu quốc hội, là theo ý kiến của bác, tôi cái kinh nghiệm ở Nhật Bản như thế này, là những cái dự án lớn như thế này để cho nó gọi là có tính cách bảo đảm an toàn và lâu dài và cho người dân, các nhà đầu tư đó, thì thường thường dự án họ làm một cái luật, thí dụ như luật đường sắt cao tốc, trong đó bảo đảm quyền lợi tất cả mọi thứ. Thì khi nó cao hơn cái chúng ta gọi là nghị định thì thủ tướng ký, thì có thể là hôm nay thủ tướng này ký, mai có thể ký hay chúng ta thay đổi, thì cái đó là chúng ta cũng thấy. Nhưng mà khi mà đã là luật rồi, là quốc hội luật rồi, là đại diện cho dân rồi, đại diện cho nhiều cái tiếng nói của dân, thì cái tính bền vững nó lâu dài hơn. Thí dụ tôi làm trong ngành giải trí casino, tôi làm rất là nhiều ở các nước, thì gần đây là thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản nói rằng là cái dự án này là giúp cho du lịch, giúp cho phát triển kinh tế địa phương ABCD, và đây là dự án của thủ tướng, đứng thủ tướng, chính phủ thủ tướng phải thuyết phục và quốc hội bắt đầu là làm cái dự thảo, cũng phải lâu, mất vài năm, nhưng mà khi ra một cái dự luật, có hai dự luật biển, hai cái luật về ngành đầu tư trò chơi có thưởng và casino đó, thì việc cái sự đầu tư nó khủng khiếp lắm. Có thể là chỉ có vừa quốc hội vừa thông qua một cái là có một nhà đầu tư đã cam kết 10 tỷ, bởi vì không phải một anh mà khoảng mười mấy người, là mười mấy công ty tập đoàn nó kêu, vì họ thấy cái tính bền vững, họ tính chính sách nó rất là rõ ràng, và đây là tiếng nói của quốc hội, chứ không phải là một nhóm nào hay một tổ chức nào nghiên cứu rồi sau đó thủ tướng tiền nhiệm đã quyết, là thủ tướng kế tiếp thì lại không thích thì vậy. Luật thì tôi báo cáo với các bác là hiện nay luật đường sắt thì có rồi, mình có luật đường sắt rồi. Tuy nhiên thì cái mà chúng ta hiện nay đang mong chờ nhất ý, và cũng nói rất nhiều, đó chính là cái luật về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư. Đấy, cái mà chúng ta đang muốn kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân vào để đầu tư trên cái hạ tầng đường sắt này, đấy chính là cái PPP mà hiện nay đang vướng. Vừa rồi một số các dự án đầu giao thông đầu tư BOT cũng có những vấn đề, là bởi vì là chúng ta cũng có những cái yếu tố luật pháp ở đấy, chúng ta lách luật pháp. Hay là chẳng hạn những dự án BT thì cũng xảy ra những cái tiêu cực. Thì thực ra cũng không phải là không quy định luật pháp, có những cái quy định rồi, nhưng mà nó là dưới luật, và nhiều khi thì cũng lách luật. Đấy, chẳng hạn như thế này, chúng ta không có được những các cái công khai để lựa chọn các cái nhà đầu tư. Đấy, theo hình thức là cạnh tranh, mà chúng ta lại giao trực tiếp, ví dụ như thế nó sinh ra chuyện. Hay chẳng hạn như là cái dự án đó đầu tư thì ai là người xây dựng lên, ví dụ chẳng hạn cái đường sắt cao tốc này, thì phải là một cái cơ quan độc lập, nhà nước đứng lên đầu tư để xây dựng, rồi là cái hệ thống vận hành nó như thế nào, các cái kỹ thuật của nó làm sao, phải là cái dự án mà nhà nước đưa ra, và khi đưa ra như thế rồi thì kêu gọi nhà đầu tư nào đáp ứng được tối thiểu kỹ thuật đó anh tham gia. Đấy, nếu như làm như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nhà đầu tư nào người ta có thể thế mạnh, người ta đầu tư nào có tiềm năng và người ta tâm huyết với cái này thì người ta sẽ tham gia vào. Đấy.
Đấy. Thế thì tôi cho rằng là đứng về luật pháp thì có lẽ chúng ta hiện nay đang rất là tích cực để chuẩn bị là sẽ hoàn thành cho cái luật mà gọi là luật về hợp tác đầu tư công tư. Tuy nhiên thì tôi cũng rất đồng tình là khi đã nói đến cái chuyện kêu gọi đầu tư của tư nhân vào ấy, hoặc là trong giai đoạn chúng ta làm thí điểm ấy, chúng ta phải tìm cái gì nó dễ nhất, tìm cái gì mà nó hấp dẫn nhất, tìm cái gì mà có khả năng mang lại cái lợi nhuận và cũng như là khả năng hoàn vốn cao nhất. Chứ còn nếu như mà chưa thấy nhìn đến cái đó, không nhà đầu tư nào muốn vào cả. Đúng. À, chính vì vậy cho nên là cái phân kỳ đầu tư là giai đoạn đầu ấy, là hai cái đoạn là Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Rõ ràng đây là hai cái đoạn mà có tính khả thi cao nhất, có hiệu quả cao nhất. Đấy, rõ ràng là lựa chọn đấy là tôi cho là phù hợp. Và nếu như cái nơi cái đoạn mà nó có khả năng sinh lợi cao thế này, nó có cái khả năng mà thu hồi vốn nhanh, mà chúng ta lại còn kêu gọi đầu tư tư nhân được ít, đấy chỉ có một tỷ đúng không? Trong tổng số 26 tỷ. Thì đoạn sau thế nào? Thế thì làm sao là sau chúng ta kêu gọi được? Đấy, nếu như đoạn đầu này mà chúng ta không kêu gọi được thì rõ ràng là sau chúng ta là nhìn thấy thất bại ngay. Đây phải là giai đoạn mà chúng ta phải kêu gọi, có lẽ phải là tương đối nhiều nhất, đấy, tương đối nhiều nhất. Và chính qua cái gọi đó thì chúng ta mới tìm ra được cái cơ chế, tìm ra được những nhà đầu tư nào là nhà đầu tư thực sự người tâm huyết là sống chết với lại các cái giai đoạn sau. Giai đoạn kia nó không phải là giai đoạn thực sự hấp dẫn, nhưng mà người ta không hấp dẫn ấy, nhưng mà người ta làm gì, người ta lại lấy cái quá trình phát triển ở những cái giai đoạn đầu này để người ta thông suốt, để nó tạo ra cái lợi nhuận giá trị dành cho họ. Đấy, cho nên là tôi vẫn nghĩ đến cái chuyện là phải xã hội hóa nhiều hơn, phải đưa ra một cơ chế, đưa ra những các cái phương thức kêu gọi đầu tư nhiều hơn ngay từ giai đoạn đầu này. Thế đoạn 7 mình gọi là đấy. Cũng phải cần, theo tôi phải cần những chuyên gia rất giỏi để, bởi vì tôi xin nói đường sắt vận chuyển có sức lan tỏa rất mạnh. Chúng ta đi 100 cây số chỉ mất 30 phút, trước đây chúng ta đi 2 tiếng. Cái hiệu quả về thời gian, hiệu quả về kinh tế, về chất xám như thế nào thì tất cả những bài toán phải đặt ra hết, lật lên bàn hết. Và như thế để người nhà đầu tư vốn ấy, hay là kêu gọi tư nhân thế thôi, người ta nhìn hết toàn bộ bức tranh toàn cảnh của cái hiệu quả cuối cùng và rất là sâu rộng của cái đường sắt cao tốc này. Thì như thế cái sức hấp dẫn theo tôi là tốt hơn, đúng không ạ? Không phải chỉ cái đi ở trên đường không, mà khi chạy qua cái địa phương nào thì lập tức cái kinh tế, cái dịch vụ, phải không ạ? Ví dụ như thế, đi qua Hà Tĩnh lập tức có thể thêm vài khu vui chơi giải trí ngay. Bởi vì đi nhanh quá mà, tốt quá, vì gì tôi phải đi gần ở Ba Vì các thứ, phải không? Tôi đi xa hơn với cái điều kiện thuận tiện. Cho nên cái tính lan tỏa để nó gắn với cái gọi vốn tư nhân, tôi cho cái đó cũng phải đề cập. Làm thế nào có những chuyên gia sành giỏi vấn đề này để vẽ ra những bức tranh, không phải vẽ không, mà vẽ thực sự, mà thiết thực đấy. Người ta hiểu rõ vấn đề để người ta yên tâm đầu tư lâu dài, và người ta thấy rõ rằng là cái đồng vốn người ta bỏ ra là có hiệu quả cho đất nước và cho cả bản thân doanh nghiệp của người ta, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài. Góc độ tôi thì làm nhiều dự án ở các nước thì cái vấn đề ở Việt Nam các nước giống nhau, nó chỉ khác nhau cái mức độ là vấn đề là trượt giá đó. Mình tính một đường rồi cuối cùng cái con số thực là một đường khác, rồi cuối ra cuối cùng con số được khác. Mà tôi thấy là nhiều khi chúng ta nói là cái dự án này 58 tỷ, 60 tỷ, nó không có cái căn bản gì, mà trong chưa nói là vấn đề lạm phát, chưa nói về khủng hoảng kinh tế. Mà nếu mà nó bình thường, nếu mà nó trượt giá 20-30% ở Việt Nam tôi nghĩ cũng là bình thường, nhưng mà trên thế giới không có cái chuyện trượt giá 30% như vậy. Nhưng mà nếu mà anh làm như vậy thì tất cả cái tính toán về tài chính, tất cả cái vấn đề gọi là ước tính và đầu tư của nhà đầu tư họ hỏng hết. Tại vì thì họ tính rằng là dự án sẽ tôi đầu tư sẽ 5 năm, 10 năm, tôi lấy lại vốn thành 30 năm thì cái tiền nó sẽ mất giá hoàn toàn rồi, nhất là khi có lạm phát cao nữa. Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề lớn về tài chính. Tại vì chúng ta bàn về vấn đề tài chính thì cái rủi ro tài chính là cao nhất. Và rủi ro tài chính nó đi liền với gọi là cái vừa chiến lược đầu tư và cái cam kết đầu tư và cái ước muốn đầu tư. Chứ còn cái dự án mà có hay mấy đi nữa, gọi là hấp dẫn mấy đi nữa, thì nhưng mà nó không mình tính không được cái rủi ro về tài chính đó, tôi nghĩ. Rủi ro tài chính là một trong những rủi ro cao nhất trong cái vấn đề là đầu tư. Nhưng chúng ta có chi phí dự phòng ở bên trong cấu thành của mỗi con số đúng không? Ví dụ như cái đường tắt thì ở Việt Nam đây có cái đường gì? Đường sắt trên cao bây giờ này, đúng không? Từ Hà Đông đến đâu đến mà ở Thành phố Hồ Chí Minh gọi là cái con số mà trượt giá nó gọi là thổi phồng lên, mình không thể tưởng tượng được là nó có thể mau như vậy, đó là con số nó có thể mau như vậy. Nếu chúng ta nói là mỗi năm nó tăng lên hay trượt giá vài phần trăm thì chúng ta nói chuyện vài chục phần trăm chứ không phải là. Thực ra thì
Tôi nghĩ rằng cái con số mà dự tính bước đầu là 58,7 tỷ nó cao hơn hẳn so với con số mà trình năm 2010. Mà năm 2010 trình là phương án ngay từ đầu là đường sắt cao tốc. Chứ còn bây giờ 58 tỷ là đường sắt tốc độ cao. Tức là bây giờ cái chi phí còn thấp hơn so với đường sắt cao tốc. Bây giờ ông chạy 150-200 thế gì đó. Thế nên là cái chi phí này đã tính ra đã cao hơn nhiều so với lại cái phương án đầu tiên ban đầu. Thì cái chuyện cao hơn như thế tôi nghĩ rằng cũng không phải là cái điều gì mà đáng băn khoăn. Mà quan trọng nhất là gì? Là chúng ta phải tính là sao nó sát. Và để tránh tình trạng là sau khi phê duyệt rồi bắt đầu nó cứ đội vốn lên thì nó sẽ vỡ hết các cái tổng thể về mặt kế hoạch đội vốn. Thì tôi cũng kỳ vọng là cái nhà tư vấn đợt này người ta đã tính cái chuyện đó nó tương đối kỹ. Và thứ hai nữa, nếu như chúng ta đưa ra một cái phương thức sau khi mà triển khai, đưa ra một cái phương thức mà đấu thầu nó chọn gói và những cái nhà đầu tư quốc tế uy tín ấy, thì khi đấy nó sẽ cũng sẽ tránh được cái tình trạng không còn cái chuyện là cứ thi công một thời gian lại đội vốn, thi công một thời gian đội vốn. Cái chuyện đấy tôi nghĩ là không phải buồn là vâng. Nhưng mà đương nhiên là nhà đầu tư tư nhân vào thì người ta cũng sẽ có cái e ngại rủi ro về mặt gọi là tỷ giá, rủi ro về mặt lãi suất, rồi là về mặt lạm phát. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là chính khi chúng ta kéo được cái nhà tư nhân vào thì nó không phải chỉ giải quyết được vấn đề là vốn, không phải chỉ vấn đề vốn đơn thuần, mà cái quan trọng hơn ấy là nó nhà tư nhân ấy, người ta bỏ tiền túi như thế nào, người ta sẽ đánh giá chính xác nhất xem cái khả năng như thế nào, chứ không phải người ta chỉ nghe mấy nhà tư vấn tại nhà nước nói như thế mà người ta tin. Người ta sẽ điều tra, người ta sẽ khảo sát và người ta tính toán xem phải phương án đưa ra kỹ thuật nó là cái gì, phương thức vận hành làm sao để người ta đảm bảo rằng có hiệu quả nhất. Cho nên là chắc chắn chúng ta mà không kêu gọi được nhà đầu tư tư nhân thì không chỉ chúng ta sẽ mất nhiều tiền của ngân sách mà cái hiệu quả của cái đầu tư đường sắt đấy có khi nó không cao. Nhưng nếu chúng ta mà kêu gọi được nhà tư nhân thì điều đấy điều mà chắc chắn tôi tin tưởng rằng cái hiệu quả khai thác đường sắt nó sẽ mang lại cái tác động về mặt lợi ích kinh tế xã hội sẽ nhiều hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Thưa các khách mời, về đề tài này của đối thoại không phải là một về đề tài mới với đường sắt. Cách đây 3 tháng chúng tôi đã thực hiện rất nhiều chương trình đối thoại về đề tài này, cũng có mời đại diện của Tổng công ty Đường sắt, cũng có mời đại diện của liên danh tư vấn Teddy rồi Trích, và thậm chí là cũng có những trả lời từ phía những cái ban dự án của giao thông vận tải. Thế tuy nhiên là vừa rồi chúng ta có thêm những thông tin mới, vì vậy nên chúng tôi mới cung cấp cho các khách mời những số liệu rất là cụ thể để các khách mời cùng đánh giá mổ xẻ những phương án như vậy đã hợp lý hay chưa, chúng ta cần điều chỉnh gì. Và thực ra đại diện của Bộ Giao thông Vận tải họ cũng rất mong muốn là được lắng nghe ý kiến của các chuyên gia kinh tế, của đại biểu Quốc hội, chuyên gia tài chính, rồi thậm chí cả người dân, để biết được là chúng ta nhìn nhận như thế nào về những cái thông tin đưa ra, và thậm chí là chúng ta đóng góp được thêm những thông tin gì nữa hữu ích cho quá trình làm chính sách. Thì chúng tôi thấy là trong chương trình đối thoại ngày hôm nay các khách mời cũng đã rất là tâm huyết để chia sẻ những cái kiến thức, những cái ý kiến của mình liên quan đến việc là vốn cũng như làm thế nào để thu hút vốn từ khối tư nhân cho cái dự án này. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời, và chúng tôi hy vọng là những thông tin đó cũng sẽ được tiếp nhận và có những thông tin mới trong cái bản báo cáo cuối kỳ sắp tới vào tháng 11 ạ. Ông Vinh còn muốn chia sẻ? Đây có một cái điều nữa mà tôi xin góp ý với MC đây, là đây có một đại biểu Quốc hội, đây là đại diện cho dân, đại diện cho nguồn vốn của dân, đại diện cho sự phát triển của đất nước. Thì ở các nước đó thì các công ty tư vấn 1, 2, 3, như tôi nói là có 3 công ty tư vấn làm cái dự án này, thì thường thường các nước có một số các nước họ có một quốc hội có một công ty tư vấn cho quốc hội để phản biện lại cái 3 cái dự án kia. Tức là cái đánh giá, một đảng là đánh giá cái này là bên này là của nhà nước, của chính phủ, một đảng là đánh giá của quốc hội. Hai cái đánh giá này khớp và nó chỉ có tạo sự an toàn. Là quốc hội cũng cần phải có đơn vị tư vấn. Và là nên, và nếu có một cái đơn vị tư vấn của quốc hội, hoàn toàn trực thuộc quốc hội, chịu sự giám sát của quốc hội và đánh giá vấn đề chuyên nghiệp hơn, thì cái tính an toàn nó cần. Và nhưng mà giống như là ông Cường nói là bây giờ các nhà đầu tư là cái tốt nhất là họ đầu tư được thì là họ sẽ phải gọi là tìm cái cách để họ sống được. Không ai muốn mất tiền, chỉ vậy là công nghệ phải tốt hơn, rồi quản lý mau hơn, chi phí phải thấp hơn. Vậy thì quốc hội cho họ cái niềm tin đó bằng cách là đánh giá lại cái đánh giá hay là cái tư vấn của. Và thực ra quốc hội thì cũng có những công cụ, không có công ty riêng nhưng mà có những công cụ để bao giờ thấy một cái dự án, một cái báo cáo của chính phủ trình sang thì quốc hội phải có cái ý kiến để xem, gọi là không phải là phản biện một cách trái ngược nhưng mà để nhìn cái góc độ khác nhau. Thế thì chúng ta quốc hội hiện nay nó có hai cái cơ quan mà phải làm chức năng này. Trước hết ấy, là kiểm toán nhà nước là một cái cơ quan độc lập, không phụ thuộc vào chính phủ, là do quốc hội bầu ra. Rất tốt. Và cái kiểm toán chỉ có điều hành của pháp luật thôi, chứ chính phủ không quyền can thiệp vào đấy. Cho nên là
nếu như những cái báo cáo hoặc thậm chí kể cả những dự án đầu tư này, nếu như Quốc hội thấy rằng là cần thiết phải có ý kiến kiểm toán đánh giá xem là vậy thì những cái dự toán, những dự báo những này có chính xác hay không, thì kiểm toán người ta sẽ có cái ý kiến đánh giá, gọi là kiểm toán đi trước độc lập. Thứ hai nữa là Quốc hội có các cái ủy ban phải giao nhiệm vụ thẩm tra này. Nói ví dụ chẳng hạn như là cái dự án về đường sắt này, thì chắc là nếu như trước khi trình ra Quốc hội thảo luận thì bao giờ cái ủy ban được giao, tôi nghĩ rằng ở đây chắc là sẽ là ủy ban kinh tế của hội hoặc là ủy ban tài chính ngân sách. Đấy, một trong hai ủy ban sẽ phải giao trách nhiệm là phải thu thập ý kiến, lấy ý kiến rồi tổ chức hội thảo, làm cái nào hay làm, nhưng anh phải đưa ra những ý kiến báo cáo đánh giá xem cơ sở của cái trình dự án này có phù hợp hay không, cái gì là cái cần xem xét, cái gì là cái cần cân nhắc, ý kiến của mọi người thế nào. Đấy, bao giờ cũng đưa những ý kiến ra để cho các đại biểu. Và các bạn đại biểu Quốc hội hoàn toàn có thể tham khảo các chương trình mà VATV đã thực hiện ạ. Đúng, là những chương trình này là những chương trình hết sức quan trọng để cung cấp thông tin cho các bạn. Nhưng mà bác Phúc với lại bác Cường có nói là cái dự án này nó, xin lỗi mình nói là ngoài cái tầm chuyên môn của các bộ các ngành, nó là một cái tầm cao mới, là vì mới công nghệ mới hoàn toàn, cái dự án mới hoàn toàn, thì Quốc hội có thể là có nhiều ủy ban mình biết rồi, nhưng mà có lẽ là cũng phải có những cái chuyên gia tư vấn quốc tế. Tôi cũng muốn nói vừa trước là nên có những quốc tế vì chúng ta đi sau mà càng tốt hơn nếu mà tư vấn trọng có trách nhiệm. Vâng ạ, chúng tôi xin cảm ơn ba khách mời. Đến cuối chương trình, các khách mời vẫn còn rất là tâm huyết, bởi vì đây thực ra là một dự án trọng điểm, một dự án mà rất nhiều người đang mong đợi. Nó là cấp bách và cấp thiết chứ không còn là có cần thiết hay không nữa, nên chúng tôi rất là hiểu cái tâm huyết đó của cả ba vị khách mời cũng như rất nhiều khách mời đã đến với đối thoại. Một lần nữa thì xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục là đồng hành và cùng chúng tôi đóng góp ý kiến cho những vấn đề lớn của nền kinh tế đất nước ạ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Và xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.